Mika xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình có thay đổi khung cảnh một chút, không biết là mọi người có thấy nó được hơn không? Với lại là mọi người cũng nhận ra là cái intro của video lần này hơi khác với lại video lần trước. Thì mình cũng muốn là channel của mình tập trung vào những nội dung thông tin hữu ích chứ không phải là blog cá nhân, cho nên là cắt bớt cái mặt mình đi. Và để đi thẳng vào vấn đề, video ngày hôm nay mình muốn nói đến vấn đề xin việc, cụ thể hơn là vấn đề làm hồ sơ xin việc, và cụ thể hơn nữa là sự khác biệt giữa CV và resume. Lý do mà mình làm video này á là bởi vì trước đây á, khi mà mình xem trong phần bình luận ở một số video cũ á, thì mình có nhìn thấy á, là sự khác biệt giữa CV ở Việt Nam so với lại cái văn hóa nộp resume ở đây. Thì có thể là khi mà bạn ở Việt Nam bạn nhìn qua thì bạn không nhận ra nhiều. Và cả bản thân mình thì khi ở Canada mình cũng không có nhận ra sự khác biệt nhiều đến như vậy. Cho nên là mình nghĩ rằng là mình nên làm một cái video nói về chủ đề này cho nó rõ ràng hơn, thay vì mình chỉ bình luận thì nó sẽ không có đủ ý. CV là chữ viết tắt của Curriculum Vitae, hay trong tiếng Việt mình còn gọi là hồ sơ xin việc. Ở Việt Nam thì để xin việc vào bất cứ một công ty nào bạn đều cần phải có một cái CV. Và theo như mình thấy thì luôn luôn có một cái đơn có sẵn để mà các bạn điền vào, và bạn phải dán hình thẻ của mình vào nữa. Thật lòng mà nói thì mình học trung học và hoàn thành cái bằng đại học đầu tiên của mình là ở Mỹ, cho nên là mình không có hiểu rõ lắm cái khái niệm và cái hình thức nộp hồ sơ bằng CV. Mà trước giờ mình vẫn quen với lại từ resume hơn. Và vì cái ngành học của mình á là liên quan tới thiết kế, cho nên nó là đối với lại nhà tuyển dụng hay là thậm chí là đối với trong trường, khi mà họ hướng dẫn mình làm hồ sơ xin việc á thì họ vẫn xem là CV thì cũng chẳng khác gì cái resume. Nhưng mà trên thực tế thì điều đó là sai. Resume là một cái phiên bản tóm tắt hơn về cái quá trình học tập và làm việc của mình, còn CV thì là cái quá trình học tập và làm việc từ ban đầu cho tới hiện tại khi mà mình xin cái công việc đó. Thì theo như mình nghĩ á, là tuy á, là hầu hết các công việc ở Việt Nam nhận CV, thì có thể là đã có những cái công ty nước ngoài bây giờ chỉ nhận resume chứ không nhận CV nữa. Hay chẳng hạn thì mình nhớ là khi mà bạn mình xin vào vị trí graphic designer thì bạn ấy nộp resume chứ không phải là cái CV, tại vì bạn ấy phải thiết kế cái resume riêng của mình chứ không phải là sử dụng một cái đơn có sẵn. Thì nếu như mà có bạn nào có thể bổ sung thêm về cái tình hình tuyển dụng ở Việt Nam á, để mà mình biết rõ thêm á, thì bạn có thể nói thêm trong phần bình luận nha. Ngược lại với Việt Nam á, thì Mỹ á, lại không có sử dụng CV cho hầu hết các công việc mà họ tuyển dụng qua resume. CV chỉ được sử dụng khi mà họ tuyển cho các vị trí như là nhà khoa học, nhà nghiên cứu, bác sĩ hoặc là giáo sư. Vì họ cần phải biết là những người đó đã học đến cái bằng cấp nào, thường là phải lên đến Master's hay là PhD, hoặc là họ có những cái bài báo, những cái bài nghiên cứu đã được công nhận trong giới của họ. Và vì thế là họ cần phải có một cái CV dài 3-4 trang để mà giải thích về cái quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc của họ. Còn riêng resume thì mình chỉ viết những cái nội dung cần phải trình bày cho các công ty tuyển dụng mà thôi. Ví dụ như là họ yêu cầu những cái kỹ năng nhất định như là Photoshop đi, Photoshop, Illustrator, InDesign đi, nhưng mà bạn biết thêm cả Premiere Pro, After Effects, thì bạn không cần phải viết cái Premiere Pro hay After Effects vô trong cái resume, bạn chỉ cần ghi đúng những cái kỹ năng đó. Đây chỉ là ví dụ thôi chứ không phải là thực tế nha, nhưng mà ý mình là khi mà mình viết CV mình viết tất cả mọi thứ, còn khi mình viết về resume thì mình viết tóm tắt càng gọn càng tốt và càng thẳng vào vấn đề càng tốt. Cho nên nó là sự khác biệt lớn nhất giữa CV và resume, đó là cái độ dài của từng cái đơn hồ sơ. Như mình đã nhắc tới thì CV có thể dài từ 3 đến 4 trang mà có thể là hơn, tùy vào cái ngành mà họ nộp vào. Và còn resume thì là tốt nhất vẫn nên chỉ một trang mà thôi. Nếu như mà công việc của bạn ở vị trí senior hay là Manager Director thì có thể là bạn phải viết tới 2 trang. Mình cũng muốn đến chính luôn là lúc trước mình có nói là CV hay resume thì cũng như nhau á, thì đó là mình sai rồi. Bây giờ thì mình mới biết rõ là CV khác biệt với resume như vậy. Một trong những lý do mình hiểu lầm như vậy á, thì là do chính miệng giáo viên của mình nói là cái resume nó cũng có chẳng khác gì cái CV đâu. Tại vì thật ra là ngành của mình á, họ không bao giờ đụng tới CV cả. Họ chỉ cần coi cái resume là họ biết là người đó có phù hợp với công việc hay không. Thì trong mắt của giáo viên á, là nộp CV thì cũng nên nghĩ cái CV đó giống như cái resume vậy đó, làm càng ngắn gọn càng tốt. Và mình cũng xin lỗi vì mình đã nói không rõ ràng cái chuyện đó trong cái bình luận trước đây của mình. Do là mình đã từng học ở Mỹ cho nên là cái khái niệm về resume của mình có thể sẽ hơi hướng về Mỹ. Nhưng mà thật ra ở Canada cái cách viết resume cũng
khá là tương tự. Chỉ khác biệt lớn nhất đó là ở Canada họ không có để hình của người nộp đơn và họ không có để giới tính. Có thể là họ không để địa chỉ nhà luôn, mà họ chỉ có để là email, cùng lắm là số điện thoại với lại cái vị trí mà người đó muốn được nộp vào. Thì thường là cái vị trí mà mình ghi ở trong cái resume á, nó nên trùng với lại cái bài mà người ta đang tuyển. Về phần thông tin cá nhân là như vậy. Còn sau đó thì tùy vào cái ngành thì mình có thể là mình ghi thêm cái mục tiêu mà mình muốn đạt được ngay trong resume. Sau đó thì mình sẽ đi thẳng vào cái vấn đề, ví dụ như là cái kinh nghiệm làm việc của mình, những cái kỹ năng về kỹ thuật của mình, rồi vân vân vân. Và dĩ nhiên là nên gói gọn trong một trang. Mình phải đặc biệt chú ý là những cái từ khóa ở trong cái resume nó nên trùng với lại những cái từ khóa mà người ta đã để vào trong cái bài đang tuyển dụng. Như vậy thì cái xác suất mà bạn nhận việc sẽ nhanh hơn là bạn cứ làm một cái resume bạn nộp nhiều chỗ. Như vậy thì bạn có thể gửi tới cả hàng trăm cái nhưng mà chỉ nhận lại được có chừng vài cái mà tôi thậm chí là không có cái nào. Và cũng tùy vào ngành nghề thì bạn nên tạo một cái hồ sơ LinkedIn để khi mà người tuyển dụng họ muốn tìm hiểu thêm về mình, họ có thể lên cái trang web đó. Đó là một cái trang mạng xã hội chuyên nghiệp, cho nên là bạn không có phải lo lắng cái chuyện là bạn để hình mình vui chơi với bạn bè, hay là mình để một cái status nào đó khó hiểu hay là không có liên quan gì tới ngành nghề của mình. Và cái đó là thông tin có thể là khi mà các bạn đi học ở Canada bạn sẽ rành hơn. Và thường là trường sẽ hướng dẫn bạn cách tạo hồ sơ trên LinkedIn. Mình thì lúc trước thì cách đây khoảng nói ra thì chắc lẽ lộ là mình hơi già, nhưng mà cách khoảng đây 10 năm là khi mà LinkedIn chỉ mới có bắt đầu thì là giáo viên của trường cũng có nhắc là nên tạo ra LinkedIn. Nhưng mà cái tính chất công việc của cái ngành mình lúc đó thì là không có cần dùng LinkedIn nhiều lắm đâu. Hầu hết là những người mà đã tạo LinkedIn họ cứ để trên đó thôi, rồi khi nào mà họ đổi việc thì họ mới cập nhật ở trên đó. Còn cái tương tác thì gần như là không có. Sau này khi mà mình đổi nghề, mình đổi sang chuyên về interactive design hơn, sử dụng máy tính nhiều hơn và làm online nhiều hơn thì họ lại xem Twitter của mình nè, họ xem LinkedIn nè, họ xem Behance nè, Instagram nè, Dribbble nè, vân 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 luôn, nhiều trang lắm. Thì họ xem cả trang web của mình nữa. Đôi khi tùy ngành nghề mà cái resume nó chưa hẳn là thể hiện tất cả mọi thứ. Tuy nhiên là cái resume vẫn là một cái vật rất là quan trọng, bởi vì đó là ấn tượng đầu tiên mà nhà tuyển dụng hoặc là những đại diện ở trong phòng nhân sự họ sẽ nhìn thấy ở mình. Sau đó thì họ mới bắt đầu họ tìm hiểu thêm về mình trên mạng xã hội. Cho nên là mình vẫn phải cố gắng rất là nhiều để mà viết một cái resume thật là kêu, đúng không? Và càng sát với lại cái công việc mà họ đang tuyển là càng tốt. Dĩ nhiên là đối với công việc bán thời gian thì họ chắc cũng chỉ cần là resume mà thôi. Bạn có thể nộp trực tiếp tại cái nơi làm việc hoặc là bạn có thể nộp qua trang web của công ty, thì tùy vào cái yêu cầu của công ty. Đôi khi có những công ty mà thuộc tập đoàn lớn mà họ muốn tuyển số lượng lớn cùng một lúc thì họ sẽ tổ chức các hiring events. Thì bạn nên đến những cái hiring events đó để nói chuyện với lại những người manager, những cái nhà tuyển dụng ngay tại đó, thì họ sẽ có ấn tượng với bạn hơn và họ sẽ nhận bạn ngay tại chỗ thay vì là họ phải lên mạng họ xem những cái hồ sơ được nộp. Thì đó là trường hợp hiring events. Rồi có những công ty thì họ lại thích là họ đang làm việc, họ không cần biết là họ tuyển lúc nào. Đôi khi bạn bước vô bạn xin là bây giờ mình có thể làm công việc này thì họ cũng có thể sẽ tuyển vào thẳng luôn. Hoặc họ từ chối nhưng mà đâu có mất gì đâu, nếu như mình bước vô đó mình nói chuyện với họ, đúng không? Mình tạo mối quan hệ tốt mà. Rồi cách thứ ba là tùy công ty nha. Mình không nghĩ là có nhiều công ty làm cách thứ ba, đó là họ bắt buộc mình phải nộp qua trang web của công ty thì sau đó thì họ mới tuyển. Nhưng mà hình như công ty về công nghệ thì họ thường thì thích như vậy, và họ thích là mình vô thẳng cái trang web của công ty, mình chọn đúng cái vị trí đó mình nộp hồ sơ, hoặc là mình gửi email cho phòng HR, phòng nhân sự, để mà mình nói là mình có cái nguyện vọng được làm việc cho công ty đó. Thì nếu như họ có cái vị trí nào sau này họ cần tìm người như mình thì mình sẵn sàng làm việc cho họ. Thì đó cũng là một cách là mình tạo cái ấn tượng đầu tiên, là mình tự bước ra, mình tự giới thiệu cho họ cái khả năng mà mình có thể làm được cho công ty. Về cái vấn đề mà nộp hồ sơ như thế nào mà cho chắc ăn là sẽ kiếm được việc thì mình cũng không có muốn nói sâu lắm đâu, tại vì nó có nhiều yếu tố tập hợp lại. Và quan trọng là bạn nên tạo mối quan hệ tốt với lại những cái người ở trong ngành rồi bạn học hỏi từ kinh nghiệm của họ là tốt nhất. Mỗi một cái ngành thì nó có một cái khía cạnh khác nhau và cái cách để mà tuyển dụng khác nhau. Là với thời thế mà thay đổi liên tục nhé, thì mình thấy là hiện giờ có rất nhiều công ty áp dụng cái hệ thống lọc resume tự động, do là số lượng resume quá cao cho nên là bạn nên học hỏi thêm cái cách viết resume làm sao mà nó có thể được lọc
mà đi vô trong cái vòng trong trước khi mà bị lọc ra ngoài. Ngoài ra thì bạn cũng có thể theo dõi thêm là trường bạn có những cái sự kiện mà hướng dẫn viết hồ sơ hay không, rồi họ có thể đánh giá cái resume của bạn nữa. Cái đó cũng là một cái sự kiện tốt. Rồi ngoài ra thì còn có những cái hiring events ngay tại trường, hoặc là bạn đi đến những cái sự kiện trong ngành, những cái sự kiện lớn, có thể là họ giới thiệu sản phẩm mới, hoặc là họ chỉ là muốn tạo những cái mối quan hệ, tạo ra một cái cộng đồng chung cho những người ở chung ngành thì bạn nên đi những cái sự kiện đó để mà gặp gỡ, làm quen những cái người ở trong đó, và sau đó là hỏi họ những cái kinh nghiệm để mà xin việc, hoặc là hỏi họ những cái kinh nghiệm làm sao mà để tạo ấn tượng tốt đối với họ. Họ cũng có thể là sẽ rất là cởi mở và chia sẻ những cái thông tin đó cho bạn. Và mình thấy là với cái tình hình hiện tại ở Canada rất là cởi mở với lại sinh viên du học á, thì cái độ cạnh tranh nó sẽ càng lúc càng tăng cao. Bạn không những là cạnh tranh với người bản địa mà bạn còn cạnh tranh với những người sinh viên ở đất nước khác nữa. Cho nên là nếu mà bạn thật sự mà xông xáo á, bạn đi sự kiện, bạn đi tạo mối quan hệ càng sớm càng tốt á, thì là bạn sẽ có khả năng xin việc được tốt hơn. Và mình cũng hy vọng là những cái thông tin mà mình vừa chia sẻ sẽ giúp cho bạn chuẩn bị tốt hơn cho cái quá trình tìm việc trong tương lai. Chúc các bạn may mắn. Và nếu như các bạn tìm được công việc mà mình yêu thích thì cũng có thể bình luận cho mọi người cùng biết với nha. Và có thể là bạn chia sẻ kinh nghiệm của bạn nữa. Và hy vọng mọi người đã có một ngày cuối tuần thật là vui. Tạm biệt.